Trong chương trình công tác tại các tỉnh Tây Bắc, chiều nay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Phiên đã làm việc với tỉnh Sơn La. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lầu Minh Hùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh Sơn La đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi. Sơn La là tỉnh phía Tây Bắc của đất nước. Nhiều phương thức phát triển nông, lâm nghiệp hiệu quả tại Sơn La có thể tham khảo áp dụng với các huyện miền núi ở Quảng Ngãi. Thông qua buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi mong muốn trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và hỗ trợ sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị gắn kết người dân với các nhà máy chế biến. Kinh nghiệm kết nối để tiêu thụ nông sản, kinh nghiệm thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Kinh nghiệm trong xây dựng mã vùng trồng và duy trì các sản phẩm ô cốp, chuỗi cung ứng thị trường. Những kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy trao đổi, Quảng Ngãi có tiềm năng lợi thế trong phát triển nông lâm nghiệp ở các huyện miền núi. Mong muốn tỉnh Sơn La kết nối, chia sẻ kinh nghiệm để Quảng Ngãi thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo ở miền núi trong thời gian đến. Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Sơn La sắp xếp thời gian vào Quảng Ngãi tham quan các mô hình kinh tế, các điểm du lịch trong thời gian tới để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.